Sáng ngày 20 tháng 6, tại thành phố Sơn La đã diễn ra hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Sơn La và Hội Liên Phụ Nữ các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lì, U Đôm Say, Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại hội đàm, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Sơn La và Hội Liên Phụ Nữ các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi tỉnh, đánh giá tình hình kết quả hợp tác giữa Hội Liên Phụ Nữ các tỉnh, trao đổi kinh nghiệm công tác hội và phong trào phụ nữ. Những năm qua, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Sơn La và Hội Liên Phụ Nữ các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lì, U Đôm Say, Siêng Khoảng đã tổ chức đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm, học hỏi thông tin lẫn nhau. Trong đó có Hội Liên Phụ Nữ cấp huyện, xã, bản giáp biên giới quan tâm đến việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị cho chị em phụ nữ dọc hai bên biên giới và cùng nhau giao lưu văn hóa. Đồng thời đã tham gia cùng với đoàn công tác của tỉnh và các huyện sang thăm chào mừng những ngày lễ quan trọng của hai nước. Năm 2023, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Sơn La đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại các tỉnh Hủa Phăn, Siêng Khoảng. Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Sơn La tham gia đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam thăm hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và vinh dự được tặng huân chương hữu nghị do Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký sắc lệnh. Tại hội đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác, tuyên truyền chính trị tư tưởng, củng cố và phát triển tổ chức hội, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới, công tác đào tạo nghề, việc làm, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình hiệu quả, các hoạt động của phụ nữ vùng biên giới. Kết thúc hội đàm, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Sơn La và Hội Liên Phụ Nữ các tỉnh Bắc Lào đã ký biên bản làm việc.